Các bác, các cô chú, các anh chị quý mến ạ. Quỳnh xin cảm ơn sự quan tâm, sự yêu quý và sự ủng hộ mà các bác, các cô chú và các anh chị đã dành cho Quỳnh và gia đình trong suốt thời gian qua. Hôm nay Quỳnh có mặt ở đây, tự do của Quỳnh có mặt ở đây chính là một trong những cái thành quả mà các bác, các cô chú và các anh chị có thể thấy. Đó là mọi người bằng nhiều cách, nhiều hình thức và nhiều con đường khác nhau để vận động cho tự do của cá nhân Quỳnh, cho sự đoàn tụ của gia đình Quỳnh và xa hơn nữa là tự do cho Việt Nam. Chính vì vậy, khi mà Quỳnh có may mắn được đứng ở đây để tâm tình với mọi người thì Quỳnh mong mọi người tiếp tục cùng Quỳnh đòi tự do cho một người mẹ khác là chị Trần Thị Nga và anh Trần Huỳnh Duy Thức. Vì có thể trong quá khứ chúng ta đã vận động rất là nhiều, chúng ta đã ký tên rất là nhiều nhưng chúng ta không có thể thấy được hết cái kết quả mà mình mong đợi. Nhưng Quỳnh mong rằng hôm nay sự có mặt của Quỳnh ở đây, sự hiện diện của gia đình của Quỳnh ở Houston sẽ là một cái kết quả khích lệ về mặt tinh thần cho mọi người, để mọi người tin rằng dù bất kỳ một nỗ lực nào, dù nhỏ nhoi, cuối cùng cũng sẽ được đền đáp. Vì nếu chúng ta mong mỏi một cái tự do thật sự cho Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy bằng chứng là Quỳnh ở đây hôm nay ạ. Quỳnh cũng có đôi lời cảm ơn đến các chị trong ban hợp ca anh Thư thiện nguyện đã giúp cho Quỳnh có một cái phần chào cờ rất là trang trọng. Xin cảm ơn các chị ạ. Ngoài ra thì ngày mai là tròn 2 tháng Quỳnh ở Houston. Và Quỳnh cũng muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì Quỳnh ra gặp mọi người trễ quá. Tại vì Quỳnh cũng mong mọi người thông cảm là vì thứ nhất sức khỏe của Quỳnh nó không được tốt. Và hơn nữa là Quỳnh muốn cho Nắm và Gấu có được một cái sự ổn định về mặt tinh thần, vì cái khoảng thời gian 2 năm và 7 ngày nó có nhiều thứ mà gia đình Quỳnh không có muốn chia sẻ ra bên ngoài. Mẹ có nói rằng là coi như đây là một cái thử thách mà cả gia đình cùng phải vượt qua, thì trong đó có thử thách, có cả hy sinh của Nắm, của Gấu, của mẹ Tuyết Lan. Và cái hy sinh về mặt sức khỏe, về mặt tinh thần thì Quỳnh nghĩ các bác, các cô chú và các anh chị ở đây cũng sẽ hiểu và thông cảm vì sao Quỳnh ra mắt mọi người chậm trễ quá ạ. Các bác, các cô chú và các anh chị quý mến, mọi người thì thường xem những cái gì Quỳnh nói rồi coi những cái phỏng vấn và thường khen là Quỳnh can đảm. Nhưng mà hôm nay có trước mặt tất cả mọi người ở đây thì Quỳnh muốn thú nhận rằng là Quỳnh thực sự không có can đảm. Quỳnh sợ, Quỳnh có nhiều lần sợ và cũng có nhiều lần rút lui. Một trong những lần rút lui lớn nhất mà mọi người có thể thấy lúc nãy trên màn ảnh đó là Quỳnh từ bỏ, Quỳnh không viết blog nữa. Lúc đó cái sự lựa chọn giữa gia đình, sự yên ấm của gia đình, sự an toàn để có công việc, và nó buộc Quỳnh phải đánh đổi rất là nhiều thứ. Quỳnh chỉ muốn trở lại là cuộc sống của một người bình thường thôi. Và để sống một đời sống của một người bình thường thì không cần thấy cái sai, chỉ biết mình yên ổn là được. Thì Quỳnh đã chọn cái cách sống như vậy trong năm 2009. Nhưng rồi thì cái khao khát ở bên trong mình không được sống là chính mình thì nó sẽ khiến cho
bản thân mình cảm thấy mình không có thú vui gì với bên ngoài nữa, mình không có muốn cái gì ở bên ngoài nữa, mình chỉ muốn đi làm kiếm tiền rồi về, và mình cảm thấy cuộc đời nó rất là nhàm chán. Như người ta thường nói là nếu mà không có khao khát, không có ước mơ thì con người ta không có sống thực sự, mình chỉ tồn tại thôi. Và Quỳnh đã tồn tại trong cuối năm 2009 cho đến năm 2010. Thì ở đây Quỳnh chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng là Quỳnh thường khuyên các bạn và các em đồng hành với Quỳnh ở Việt Nam á, là không có ai mà không sợ hết á. Mình phải sợ. Tại vì thường thường á, con người ta thường hay khuyên nhau là có gì đâu mà sợ. Nhưng mà Quỳnh thì Quỳnh muốn mọi người tiếp cận cái sự sợ hãi của mình ngược lại. Tức là cứ sợ, phải sợ. Bởi vì khi mình đối diện với nỗi sợ thì mình mới biết chính xác là mình sợ cái gì. Và sau đó mình từ đang sợ, rồi mình bớt sợ, rồi mình hết sợ. Khi mà Quỳnh ở đây rồi, đối diện với cuộc sống bình thường và nó thay đổi một cách đột ngột như thế này, thì Quỳnh biết rằng là sự sợ hãi ở đây nó có rất là nhiều cái tên gọi khác nhau, và mỗi người sẽ có một cái sợ hãi khác nhau. Mình không có thách thức nhau là ngon thì làm đi, Quỳnh không có muốn thách thức người khác như vậy. Và Quỳnh nghĩ rằng là khi chúng ta thách thức người khác như vậy, có thể một lần họ làm cho mình thấy là họ không sợ, nhưng tận sâu bên trong của họ họ vẫn sẽ sợ. Cho nên mình không thách thức nhau như vậy, mà mình sẽ cùng giúp nhau làm sao cho hết sợ. Mình có rất là nhiều anh bạn rất là vui. Anh mỗi lần mà Quỳnh nói chuyện nhẹ nhàng với an ninh hay với công an á, anh hay kêu là nói nhẹ nhàng làm cái gì xấu, chửi cho nó mấy câu. Rồi Quỳnh bảo là nếu như mà Quỳnh chửi thì họ cũng chỉ nghe lúc đó thôi, nhưng mà nếu mình nói nhẹ nhàng thì từ từ họ sẽ nghe. Với lại là thực ra thì mỗi lần Quỳnh viết một cái gì đó về công an, hay là Quỳnh post một cái gì đó về công an, Quỳnh đâu cần chửi, bà con chửi dưới quá chừng rồi, Quỳnh không cần chửi nữa. Cho nên có Quỳnh nghĩ hôm nay khi mà Quỳnh ở đây, thì lúc nãy trước khi Quỳnh bước vào đây có một bác có hỏi Quỳnh là Quỳnh ơi, Quỳnh qua đây rồi, bây giờ nói cho bác biết là Nha Trang người Trung Quốc tràn ngập thì làm sao, Quỳnh có biết chuyện đó không? Thật ra thì Quỳnh nghĩ sau khi mọi người xem clip rồi, mọi người cũng biết là cái chuyện Quỳnh bị bắt á, là nó cũng có liên quan đến sâu xa tận sâu thẳm, đó là việc chống Trung Quốc. Có một anh bạn, ảnh từng viết trên Facebook của Quỳnh mà đến bây giờ Quỳnh vẫn còn nhớ, là chống Trung Quốc là chống ông nội tụi nó, sao tụi nó không bắt được. Đến giờ Quỳnh vẫn nhớ có một người viết như vậy. Và khi Quỳnh ở trong tù, nhiều lúc Quỳnh nằm Quỳnh suy nghĩ về những cái gì đã đi qua, Quỳnh nghĩ lại là sao họ bắt mình, thì mình nghĩ lại cái câu nói đó, một cái câu nói vui, nhưng mà nó cũng là một cái thực tế mà mình phải đối diện. Lúc Quỳnh ở Việt Nam thì Quỳnh không có cảm nhận được là quê hương, hai cái tiếng quê hương nó, tại vì Quỳnh đang ở ngay Việt Nam, mình nói Việt Nam thì Quỳnh cũng ở Việt Nam, Quỳnh biết quê hương là Nha Trang thôi, Quỳnh không có mường tượng được. Khi mà ở trong cái vị trí như hiện tại, không thể quay về hiện tại, không thể quay về Việt Nam, thì quê hương nó là một cái gì đó thiêng liêng, nó là một cái thứ tình cảm, một mối dây liên kết mà không có ai có thể chặt đứt được. Cho nên bây giờ thì Quỳnh hiểu cái cảm giác của các bác, các cô chú, đặc biệt là lúc nãy có một bác chỉ nhìn thấy Quỳnh, bác ôm Quỳnh rồi bác khóc. Quỳnh biết đó là những con người thương yêu Quỳnh thật sự, và những con người mong muốn Quỳnh tiếp tục cái ước mơ của mình. Vì vậy khi Quỳnh ở đây rồi, Quỳnh đối diện với cuộc sống nó khác hoàn toàn với cuộc sống ở Việt Nam. Đối diện với cái môi trường tranh đấu nó cũng hoàn toàn khác nữa. Nên Quỳnh rất mong các bác, các cô chú và các anh chị em ở đây hãy mở rộng vòng tay giúp Quỳnh làm sao có đủ sức, giúp Quỳnh làm sao có thể nuôi dưỡng được cái khao khát trong lòng mình. Và Quỳnh tin rằng là không chỉ Quỳnh mà tất cả các bác, các
các cô chú, các anh chị ở đây ai cũng mong muốn một ngày về mà mình được hưởng, anh chị em, người thân của mình được hưởng sự tự do thật sự đó. Quỳnh nghĩ trong một cái buổi nó gặp nhau nó đôi ba tiếng thì Quỳnh không thể nào mà nói hết những cái gì mình muốn nói trong lòng được. Và Quỳnh cũng chỉ mong rằng là mọi người hiểu và mọi người tin Quỳnh. Để nếu như chúng ta đã, mọi người đến đây vì yêu quý Quỳnh thì Quỳnh chắc rằng là cái khao khát và cái ước mơ mà mọi người muốn nhìn thấy một tự do thực sự cho Việt Nam á, cũng giống như Quỳnh đang bây giờ vậy. Cho nên Quỳnh rất mong là chúng ta sẽ cùng xiết tay, cùng giúp nhau đi tới cái đích đó ạ. Quỳnh xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc nãy trong cái phần bắt đầu thì có nói là sẽ có một số cái câu hỏi. Cho nên Quỳnh nghĩ là cũng đã có người viết câu hỏi rồi. Quỳnh xin nghỉ 5 phút để Quỳnh nhận câu hỏi và Quỳnh sẽ quay lại với mọi người liền ạ. Kính thưa quý vị, các cô chú anh chị, thì vừa rồi có một số câu hỏi hỏi blogger Mẹ Nóng gặp như Quỳnh. Sau đây thì tôi xin đọc. Trước tiên thì về cái tin mới gần đây nhất là chị được tạp chí Time bình chọn là nhân vật tiêu biểu của Việt Nam trong số những cái gương mặt của năm 2018 này, thì xin chị cho biết cái cảm nhận của mình khi mà chị được bình chọn như vậy. Kính thưa các bác, các cô chú và các anh chị, thì việc tạp chí Time nêu danh Quỳnh là một trong cái mục những nhân vật của năm 2018 cùng với nhiều blogger, nhà báo khác, đó là một vinh dự mà Quỳnh nghĩ nó không phải là vinh dự của cá nhân Quỳnh, nó là vinh dự mà các thành viên mạng lưới blogger, tất cả các nhà báo, các blogger độc lập tại Việt Nam đều xứng đáng được hưởng. Bởi vì Quỳnh chỉ may mắn là Quỳnh đại diện mọi người được nêu danh, chứ cái việc nêu danh đó là những nhân vật của năm, đó chính là những người truyền tải sự thật, những người vượt qua những cái khó khăn, trở ngại mà tất cả các nhà báo và các blogger độc lập khác ở Việt Nam đều xứng đáng được nêu danh. Đó cũng là một cái cơ hội để cho thế giới thấy rõ hơn cái bức tranh về tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam. Quỳnh nghĩ một khi còn bất kỳ một người Việt Nam nào được nêu danh trong những cái phần về việc bảo vệ sự thật và truyền tải như vậy, thì đó nó sẽ là một cái thách thức, một cái cơ hội cho tất cả chúng ta ở đây còn phải nỗ lực hơn nữa để có quyền tự do ngôn luận thật sự ạ. Câu hỏi tiếp theo dành cho chị đó là xin chị cho biết cái cảm giác của mình khi mà bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên án chị 10 năm tù. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi ạ. Xin thú thật là trong suốt thời gian bị bắt giữ và cho đến trước khi nhận bản án 10 năm, Quỳnh không có nghĩ gì về gia đình hết. Quỳnh chỉ nghĩ về con đường hoạt động, về anh chị em làm sao để không có người nào bị bắt, để không có người nào liên quan, để không có một ai bị ảnh hưởng vì cái việc Quỳnh bị bắt. Nhưng mà đêm đầu tiên, cái buổi chiều đầu tiên sau khi nhận cái bản án 10 năm, Quỳnh không sợ nhưng mà Quỳnh thẫn thờ. Tại vì 10 năm đó là một khoảng thời gian rất là dài. Năm 2016 là nắm chỉ mới có 10 tuổi. Và lúc đó Quỳnh bắt đầu nghĩ là 10 năm nữa nắm sẽ là 20 tuổi, gấu 6 tuổi thì sẽ là 16 tuổi. Cái giai đoạn thiếu nữ và cái giai đoạn thiếu niên nó là một trong những cái giai đoạn rất quan trọng của cuộc đời người, mà Quỳnh sẽ bỏ lỡ cái giai đoạn đó của con mình. Thì đến ngày xử án là
9-10 tháng gì bị bắt giam, lần đầu tiên Quỳnh nghĩ về trách nhiệm và bổn phận của một người mẹ. Và lúc đó Quỳnh nghĩ tất cả những cái gì mình làm cuối cùng là để mong muốn con mình được hạnh phúc, được tự do. Nhưng bây giờ với cái mức án 10 năm như vậy thì mình phải làm sao? Và thật sự đó là lần đầu tiên Quỳnh nghĩ là gọi là cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì cái vì mình cảm thấy lúc đó Quỳnh vẫn còn tin tưởng rằng là những cái gì Quỳnh nói Quỳnh làm sẽ làm cho các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam họ suy nghĩ, bởi vì Quỳnh chọn con đường ôn hòa và nhẹ nhàng. Mà lúc đó mới là lúc Quỳnh cảm thấy tại sao mình phải nhận cái bản án khắc nghiệt như vậy. Và lúc đó Quỳnh mới nhìn ngược lại, bởi vì cái khoảng thời gian bị tạm giam mà không được gặp luật sư về gia đình nó rất kinh khủng. Và lúc đó Quỳnh mới cảm thấy rằng là mình có xứng đáng để bị mình làm tất cả những cái việc này để nhận cái này hả? Mình lúc đó thật sự rất là buồn và cảm thấy lo lắng cho tương lai, và cũng là lần đầu tiên cảm thấy lo sau khi bị bắt hả? Thì trong quá trình 2 năm trong tù á, thì chị đã trải qua rất là nhiều. Thì có người muốn hỏi chị là xin chị hãy kể lại những gì chị đã trải qua trong nhà tù Cộng sản. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bác nào đã hỏi Quỳnh. Thực sự thì khi mà mình nói đến đi tù là mình phải chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tạm giam, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn có án, tức là sau khi mình đã bị kết án. Thì cái giai đoạn tạm giam nó là một cái giai đoạn thực sự rất là kinh khủng. Bởi vì theo quy định của pháp luật, khi người ta bị tạm giam thì người ta chỉ mới không có mở cửa cho mình thở, mà chỉ có ba cái ô nhỏ bằng cỡ ba viên gạch, cỡ khoảng như này, khoảng 10cm để lấy ánh sáng. Và mình có thể đoán được ngày hay đêm là qua cái ánh đèn họ mở. Bởi vì ban ngày họ sẽ tắt điện và ban đêm họ sẽ mở điện sáng choang. Mọi giao tiếp đều không có hết, cả báo Nhân Dân cũng không có để đọc. Và với những khi mà Quỳnh ở, khi ngay cái ngày đầu tiên bị bắt giam á, thì Quỳnh đã tự nhủ với lòng là Quỳnh sẽ không để phí một cái phút nào ở trong tù hết. Quỳnh sẽ tìm hiểu cái cuộc sống trong tù nó như thế nào. Và khi mà Quỳnh có cơ hội nói chuyện với những bạn tù khác bằng những cái cách thức mà họ liên lạc với nhau, thì Quỳnh nghe rất nhiều câu chuyện mà Quỳnh nghĩ có những người họ không đáng để bị đi tù, nhưng bởi vì họ không ý thức được họ có quyền con người và họ có quyền gì, cho nên có rất nhiều bản án oan. Và những cái khó khăn ở trong tù thì mọi người cũng biết rồi, về mặt ăn uống nó cũng sẽ rất là hạn chế. Họ sẽ, khi tạm giam thì họ sẽ phát cho mình một ngày 2 lần cơm. Cơm thì có canh và rau. Và Quỳnh nghĩ nếu ai theo dõi trường hợp của Quỳnh thì cũng sẽ biết cái thời gian đầu Quỳnh bị tạm giam ở Cam Lâm là họ chỉ cho ăn một cái món canh duy nhất là canh rau mùng tơi và cá nục kho, mà nó kéo dài rất là dài. Đến nỗi một số anh bạn tù nam của Quỳnh làm luôn bài hát mà chế một bài thơ về cái món ăn trong tù như vậy. Thì thời gian bị tạm giam nó rất là khủng hoảng, vì khi mình bị tách biệt với cái cuộc sống bên ngoài, rồi mình bị hạn chế liên lạc, chưa kể là mình bị phải đi làm việc bất kỳ lúc nào, đầu óc mình lúc nào cũng phải để trong cái tình trạng tỉnh táo để trả lời các cái câu hỏi. Rồi tạm giam thì đây là cái lúc mình phải đối diện với rất nhiều thử thách. Ok, muốn sướng thì sẽ phải nghe lời điều tra để họ khép cung và có cái bản kết luận điều tra. Còn nếu như mà mình lì đến cuối cùng như Quỳnh đợt đó, thường thì là Quỳnh hỏi Quỳnh mà Quỳnh im lặng vì Quỳnh muốn có luật sư, nhưng họ nói là cái tội của Quỳnh là tội xâm phạm an ninh quốc gia nên là điều tra xong mới có luật sư, thì Quỳnh im lặng. Thì trong cái bản cung nó thường là bị can im lặng không trả lời, cho nên Quỳnh bị đối xử họ
phụ nữ thì giống như luật sư và mẹ cũng đã kể đó, là họ không có cho, không có phát ban vệ sinh, và họ giam Quỳnh cách biệt với tất cả những người tù khác. Khi lên tới trại giam số 5 Thanh Hóa, là sau khi Quỳnh đã nhận bản án, thì có một cái chính sách mà Quỳnh nghĩ nó khắc nghiệt với tù nhân chính trị, đó là từ miền Bắc họ sẽ cho mình đi vào miền Nam, còn từ miền Nam thì họ sẽ chuyển mình ra miền Bắc để cho tạo cái khó khăn cho gia đình mình về mặt đi thăm gặp. Vì đa phần là các gia đình của các tù nhân chính trị sẽ hiểu biết về quyền và luật pháp hơn một chút xíu thì sẽ đòi hỏi trại giam, cho nên họ sẽ làm như vậy để tạo khó khăn cho gia đình mình. Chưa kể nữa là đến bây giờ thì đến cái thời Quỳnh bị giam á, thì tù nhân chính trị đã bị giam cách ly ở một khu khác, và mọi thông tin và mọi cái liên hệ của các cái tù nhân bình thường, cái đời sống tù nhân bình thường á, mình cũng không có được biết. Thì những cái người ở chung với mình thì ngoài mặt công an họ sẽ nói rằng là những người này là những người lo cơm nước và những người mang cơm cho mình. Nhưng mà thực sự thì mọi người cứ tưởng tượng là nếu mọi người phải sống mà có cái camera 24/24, mình thở, công an cũng biết mình thở kiểu gì, thì nó sẽ rất là áp lực về mặt tinh thần, chủ yếu là làm về mặt cho tinh thần mình nó không được thoải mái thôi. Và ở trong này thì Quỳnh cũng muốn chia sẻ là nếu như mà có quý vị, có anh chị em hay bạn bè nào ở trong tù đang còn hiện đi tù á, mà cái người đó có nói rằng là họ không nhận cơm, họ không ăn cơm canh của trại giam, thì quý vị cũng đừng có sợ, cũng đừng có lo lắng. Tại vì không ăn cơm trong trại giam đó là một cách bảo vệ sức khỏe, và Quỳnh đã chứng minh là Quỳnh không ăn cơm ở trại giam Thanh Hóa 6-7 tháng. Quỳnh chỉ ăn đồ ăn khô của gia đình gửi và sức khỏe Quỳnh rất tốt. Tại vì thứ nhất mình không kiểm soát được trong thực phẩm có cái gì. Và cái thứ hai nữa rằng là khi Quỳnh ăn cơm có nhiều tinh bột, Quỳnh không biết nó có cái gì trong đó, nhưng người Quỳnh rất mệt và đầu óc nó không có tỉnh táo, cho nên Quỳnh đã không nhận cơm ở trại giam số 5 Thanh Hóa rất là dài. Và Quỳnh cũng muốn chia sẻ cái kinh nghiệm đó ở đây để nếu có ai đó đang theo dõi, hoặc là các anh chị quý vị mà có biết, có nghe được là người nhà mình không nhận cơm hoặc anh chị em mình không nhận cơm, thì cũng đừng lo lắng, đó là một trong những cách tự bảo vệ mình trong tù thôi ạ. Cũng về cái chuyện chị tự thực ở trong tù thì có câu hỏi là trong thời gian chị tự thực đó, nghe nói có đại diện các tòa đại sứ kể cả Mỹ có đến thăm, vậy thì các đại diện đó nó nói gì, và lúc đó có cán bộ đứng kế bên hay không? Lần tuyệt thực thứ 3 của Quỳnh kéo dài 16 ngày, và ngày đó là ngày đại sứ quán Mỹ vào thăm, và cũng là thông báo là họ sẽ bảo lãnh, gia đình Quỳnh được bảo lãnh đi Mỹ với có mẹ và hai con đi cùng. Cuộc gặp gỡ, trước khi cuộc gặp gỡ với đại sứ quán Mỹ diễn ra, thì Quỳnh phải gặp gỡ trại giam, lãnh đạo của trại giam số 5 Thanh Hóa gần 1 tiếng đồng hồ, chỉ để chắc chắn rằng là Quỳnh chỉ ra đó gặp và nói đúng một việc là Quỳnh có đồng ý đi Mỹ hay không thôi. Mọi lý do, mọi câu trả lời khác của Quỳnh sẽ bị cắt ngang. Thì Quỳnh vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên của đại diện, cái anh phiên dịch của đại sứ quán Mỹ gặp Quỳnh, tại vì anh này đã làm việc với Quỳnh mấy năm trước và đã gặp nhau. Khi anh nhìn thấy Quỳnh lúc đó, anh ngỡ ngàng, kiểu giống như là không nhận ra, kiểu là Quỳnh hốc hác, Quỳnh tiều tụy quá. Và cái cô đại diện, cô tùy viên chính trị của đại sứ quán Mỹ có nói là rất may mắn là nhìn thấy Quỳnh còn sống. Thực sự thì Quỳnh nghĩ nếu như có thể, chúng ta có thể làm một cái, làm sao để mà cái đời sống tù đầy của những người tù ở Việt Nam họ được quan sát, được theo dõi một cách cụ thể hơn nữa, thì những cái ngược đãi nó sẽ giảm bớt. Bởi vì đa phần khi Quỳnh ở trong trại giam số 5 Thanh Hóa, nhiều lần Quỳnh nghe họ nói có đoàn thanh tra về, nhưng mà lần nào thanh tra cũng được biết trước hết, và họ luôn dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, và đặc biệt là thanh tra không bao giờ đi gặp tù nhân chính trị hết. Chỉ có từ ngày qua Mỹ tới giờ
thì chị đã gặp bà Trâm chưa? Nếu có thì xin kể lại. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi. Dạ, từ 2 tuần sau khi Quỳnh đến Mỹ thì Quỳnh có một chuyến đi vận động ở Washington DC cho chị Trần Thị Nga, nhưng mà Quỳnh không gặp bà đệ nhất phu nhân nước Mỹ ạ. Câu hỏi kế tiếp là cuộc sống của chị bây giờ, mẹ và hai con nấm gấu đã ổn định chưa? Dạ, xin cảm ơn sự quan tâm của người đã hỏi ạ. Cuộc sống tạm thời thì hai cháu đã đến trường và bé Nắm cũng đã dần thích nghi với cuộc sống. Có điều Quỳnh lo nhất là mẹ, vì mẹ chưa quen được thời tiết và mẹ nhớ Việt Nam. Quỳnh nghĩ tất cả mọi người ở đây đều hiểu cái cảm giác đó của mẹ Quỳnh. Và mẹ đòi về hoài, mẹ nói mẹ sẽ về. Cho nên là trong nhà Quỳnh thì chắc có mỗi Quỳnh không được về, chứ mẹ thì chắc được về. Cho nên lo lắng nhất là mẹ, và Nắm với Gấu thì cũng đã ổn định dần. Hai đứa nhỏ cũng đã vượt qua được cái trở ngại tâm lý là ngại tiếp xúc với người lạ mà gặp phải trong suốt 2 năm Quỳnh bị đi tù. Dạ, xin phép các bác, các cô, chú, các anh chị cho con ngồi chút ạ. Từ ngày chị sang Hoa Kỳ đến bây giờ thì chị đã tham gia phong trào nào chưa? Nếu có thì chị nghĩ sao về phong trào đó? Dạ, con xin trả lời câu hỏi này. Thực ra thì tất cả mọi người ở đây cũng đã biết con là đồng sáng lập viên của mạng lưới blogger Việt Nam. Và cái mục tiêu của con là làm sao là có được sự thay đổi cho Việt Nam. Nhưng con không có tham gia hội nhóm nào, bởi vì con đã có các bạn bè và những người trong nước, các anh chị cùng làm việc với con, đã và đang làm việc với con, và chúng con cũng sẽ tiếp tục như vậy. Có rất là nhiều câu hỏi quý vị đặt ra cho blogger Mẹ Nấm, là và nó cũng có nhiều cái điểm tương đồng với nhau. Và quý vị muốn biết rằng khi mà chị qua bên hải ngoại này thì chị có tiếp tục con đường đấu tranh nữa hay không? Thì như cái clip hồi nãy chiếu thì chị vẫn tuyên bố là chị sẽ tiếp tục. Cho nên là mọi người cứ yên tâm. Và khi mà ra hải ngoại á, thì một số người đấu tranh đã bị đả kích, chống phá, chụp mũ, rồi còn bị cả những người từng đấu tranh với mình ở trong nước đánh phá. Nhiều người Việt ở hải ngoại rất là lấy làm lạ về sự kiện này. Theo cô thì phải giải thích như thế nào về sự việc này? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của ai rất là hay ạ. Cái thứ nhất là lúc nãy có ai hỏi là có hỏi Quỳnh rằng là có tiếp tục hay không, thì như Quỳnh đã nói là tiếp tục và tiếp tục như thế nào thì nó Quỳnh không thể nói rõ ra được, bởi vì nếu lỡ Quỳnh nói nhiều quá mà Quỳnh làm không được thì mọi người thất vọng. Quỳnh chỉ mong là mọi người dõi theo và ủng hộ, Quỳnh sẽ làm tiếp tục thôi ạ. Riêng về chuyện các cá nhân, Quỳnh nghĩ thứ nhất là cá tính ạ. Về mặt cá tính thì mỗi người, bàn tay mình có 10 ngón nó đều khác nhau hết, thì mỗi người sẽ có một cái cá tính khác nhau. Rồi chưa kể là khi những người như Quỳnh từ trong quốc nội đi ra ngoài thì cái môi trường tranh đấu nó sẽ bị thay đổi. Lớn hơn nữa là cái gốc rễ văn hóa và cái cách tiếp cận vấn đề nó cũng sẽ khác tất cả các quý vị ở đây. Riêng cá nhân Quỳnh thôi, Quỳnh thấy Quỳnh mắc rất là nhiều lỗi mà Quỳnh cũng mong mọi người sẽ bỏ qua. Đó là cái lỗi dùng từ ngữ. Bởi vì Quỳnh bị giáo dục trọn vẹn nền giáo dục chủ nghĩa cộng sản, con người xã hội chủ nghĩa, cho nên từ ngữ Quỳnh dùng y chang như là Việt Cộng. Có thể là mọi người nghe, mọi người không có... Ok, cô này còn nói cái
cái gì vậy? Nhưng mà tại vì trong đầu Quỳnh không có khái niệm về những cái chữ cũ, cho nên Quỳnh sẽ sửa từ từ. Và cái việc Quỳnh nghĩ rằng là Quỳnh có một, khi mà hỏi đến chữ đánh phá thì Quỳnh có một cái băn khoăn. Quỳnh cũng muốn hỏi lại, tại nãy giờ mọi người hỏi Quỳnh rồi, bây giờ Quỳnh cũng muốn hỏi lại là nhiều khi Quỳnh gặp một bác, một cô, một chú nào đó lúc Quỳnh đi Costco, Quỳnh đi TJ Maxx, mọi người ôm Quỳnh một cái rồi mọi người nói cẩn thận nha con, bên này phức tạp lắm. Đó là một cái, theo Quỳnh, đó là một cái đau lòng của người Việt. Tại sao người Việt mình có thể dễ dàng bị xâu xé, bị chia rẽ như vậy? Và tại sao mình không, ai cũng muốn tự do, ai cũng khao khát thay đổi cho Việt Nam, mà sao mình không thể gắn kết, mình không thể xích nhau lại, mà mình lại để cho người khác chia rẽ mình bằng cái sự dị nghị, bằng cái sự... Quỳnh biết mọi người yêu thương Quỳnh, nhưng mà nhiều khi mọi người nói cái Quỳnh cũng không biết phức tạp là làm sao, và Quỳnh phải như thế nào để tránh. Thì Quỳnh chỉ mong muốn là khi mọi người có mặt ở đây chắc chắn là phải yêu thương Quỳnh rồi, nếu không yêu thương thể nào ngồi mấy tiếng nghe Quỳnh nói sầm sàm được. Cho nên là khi mọi người hỏi Quỳnh như vậy á, thì Quỳnh cũng mong mọi người dạy Quỳnh là làm sao để tránh cái thị phi, làm sao để không bị đánh phá. Và hơn hết nữa là Quỳnh mong mọi người đã từng yêu quý Quỳnh về những gì Quỳnh đã làm thì cũng tiếp tục yêu quý và mở rộng cái lòng nhân ái thông cảm cho không chỉ Quỳnh mà cho tất cả những anh chị em khác nếu vô tình phạm những cái lỗi mà không cố ý, để cùng nâng đỡ nhau, cùng tiếp tục tranh đấu ạ. Khi ở trong nước tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam, thì chị đã có những mong đợi gì ở đồng bào hải ngoại? Dạ, câu hỏi này chắc là hỏi Quỳnh sẽ đại diện cho anh chị em quốc nội trả lời. Đó là Quỳnh đã từng mong ước mọi người đặt mình vào cái hoàn cảnh của những người quốc nội hơn nữa, để hiểu rằng họ đang đối diện với cái gì, họ sợ cái gì và họ giải quyết nỗi sợ hãi của họ ra sao. Mình đừng nghĩ rằng là mình ở đây, hôm nay Quỳnh ở đây rồi, nhưng mà khi Quỳnh làm việc với các bạn ở Việt Nam hoặc là Quỳnh nói chuyện với các bạn ở Việt Nam, Quỳnh phải đặt vị trí là Quỳnh đang ở Việt Nam. Và thật sự thì những người tranh đấu họ không có sợ cho họ, mà họ sợ cho gia đình họ. Và đa phần là phải giải quyết được cái mâu thuẫn trong gia đình. Phải để cho, Quỳnh nhớ Quỳnh có chia sẻ với mấy anh em á, là người bên cạnh mình không hiểu mình được, vậy sao mình đi ra ngoài mình nói cho người ta hiểu mình. Và thực sự cái người bên cạnh thì vì thương, vì yêu mình quá sẽ lo lắng gấp bội phần người ở ngoài nữa. Quỳnh nhớ nếu mà có mẹ ở đây thì lúc đầu mẹ cũng đâu có đồng ý đâu. Mẹ không có đồng ý cho Quỳnh làm những cái gì Quỳnh muốn. Nhưng Quỳnh may mắn là mẹ Quỳnh không phản đối. Và may mắn hơn nữa là mẹ Quỳnh đã không im lặng khi Quỳnh bị bắt. Cho nên Quỳnh mong những cái lời chia sẻ hay bất kỳ cái tâm sự nào của các bác, các cô, các chú, các anh chị em ở ngoài hải ngoại, đừng trách người trong nước hèn nhát, mà hãy nghĩ rằng là họ chưa có điều kiện, họ chưa thể hiểu được họ có quyền gì và họ nên làm gì. Mình nhìn như vậy thì mình mới giúp mọi người đi qua sợ hãi được ạ. Cũng là một câu hỏi liên quan với đồng bào hải ngoại. Thì với tình trạng thanh niên Việt Nam hiện nay đã bị đầu độc, tham tiền, thích làm giàu bằng mọi cách, quên văn hóa, nhân bản, thờ ơ, vô cảm, thì hội blogger, xin lỗi là cái này là không phải, mà là mạng lưới blogger Việt Nam. Mạng lưới blogger Việt Nam của Như Quỳnh sẽ làm như thế nào, làm cách nào để cứu giới trẻ? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi ạ. Thật ra thì câu hỏi này Quỳnh nghĩ không phải cho trong nước đâu, mà cả ở bên hải ngoại này cũng vậy. Vì Quỳnh thấy những người mà ủng hộ Quỳnh hay đọc Quỳnh hay
cặp Quỳnh ngoài đường đó toàn là mấy bác trung niên lớn hơn Quỳnh một chút. Và Quỳnh nghĩ cái những người trẻ ở Việt Nam, thứ nhất là giáo dục, thứ hai là điều kiện tiếp cận thông tin cái họ muốn, và cái thứ ba là cái xã hội xung quanh của họ làm cho họ chọn cái gì yên thân nhất, cái gì dễ dàng nhất, cái gì vui vẻ nhất họ tiếp cận. Mạng lưới blogger Việt Nam thì các bạn trẻ trẻ như Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hoàng Vy và mấy bạn trẻ đó, thực ra ở trong nước cái chuyện nhận thức nó không phải là vấn đề là quan trọng người ta có muốn hay không nữa. Và mình ở những cái người đi trước, làm sao để cho họ cảm thấy chính trị nó quan tâm, có thái độ chính trị rõ ràng, nó là một việc nên làm thì thay đổi. Quỳnh nghĩ không phải Quỳnh, không phải mạng lưới blogger Việt Nam, mà các hội nhóm, các anh chị em xã hội dân sự khác làm rất tốt, họ xây dựng, họ phát triển xã hội dân sự để thay đổi cái nhận thức của người trẻ. Riêng với các bạn trẻ ở bên này thì Quỳnh thấy các bạn nhiều khi vẫn bị phân vân. Quỳnh có một người bạn rất thành công, làm đầu bếp nấu ăn rất thành công. Và em có nói với Quỳnh rằng là em đi qua Mỹ lúc em còn nhỏ, em không bao giờ em nghĩ Việt Nam nó là cái gì đó, nó là cái gì đó xa vời, nó sẽ là một cái nơi mà em chỉ đi về du lịch thôi, như đi Thái Lan thôi. Bởi vì em nghĩ có chuyện gì nữa xảy ra thì nước Mỹ mới là quê hương của em. Em nó nhỏ hơn Quỳnh một xíu. Và khi em trở về Việt Nam, em làm việc, em xây dựng cái cuộc sống, ước mơ của em rất đơn giản. Em chỉ muốn người Việt Nam được dùng thực phẩm sạch. Và khi em có cái đường đi của mình, em có cái ước mơ của mình, em đối diện với những cái khó khăn trong xã hội Việt Nam, thì em thấy rằng ồ, muốn cái đó mình phải làm cái khác, mình phải làm cái khác nữa. Và chính vì như vậy á, em nhìn ra xong rồi em cũng đi biểu tình, em cũng đi xuống đường vì môi trường. Rồi em có nói với Quỳnh rằng là ôi, thành phố 10 triệu dân, ở thành phố Sài Gòn 10 triệu dân mà có một vỏn vẹn chừng này người đi, rồi còn bị đánh, bị đập, bị quăng lên quăng xuống xe, em thấy đau lòng quá. Một người Việt Nam, một người trẻ Việt Nam thành công ở Mỹ, quay trở về Việt Nam và quay ngược lại Mỹ, mang theo cái dây dứt trong lòng mình. Quỳnh nghĩ cái câu đó, cái câu hỏi đó nó không dành cho riêng em, mà dành cho Quỳnh và cho tất cả các quý vị ở đây. Bởi vì khi chúng ta đã có một cuộc sống yên ổn, một cuộc sống an lành, thì chúng ta làm như thế nào, chúng ta nghĩ như thế nào về Việt Nam. Bởi vì có một cái sự thật mình không thể thay đổi, đó là dòng máu trong người mình là dòng máu Việt Nam. Và sau nữa con cái mình nó cũng sẽ có một phần đó. Thì khi may mắn là Quỳnh qua đến Mỹ, Quỳnh có đi tham dự các hoạt động của các anh chị trong nhóm Viettun và đến thăm trường Việt ngữ Thăng Long. Quỳnh gặp nhiều thế hệ đã gìn giữ tiếng Việt, đã gìn giữ cái văn hóa Việt Nam ngay trên đất Mỹ. Thì Quỳnh hiểu rằng là thực sự là chính chúng ta và cả Quỳnh nữa, bây giờ Quỳnh cũng phải bắt đầu cái việc đó cho nắm và gấu. Làm sao nghĩ về Việt Nam, làm sao để cho con mình nó hiểu về cái tự do ở Việt Nam thực sự nó không có. Và cũng khuyến khích con mình quay về làm cái gì đó cho Việt Nam. Thì cái chuyện vì Việt Nam nó không phải chỉ là cho giới trẻ ở Việt Nam, mà tất cả cho mọi người ở đây nữa. Thì lúc đó Việt Nam mới thay đổi được. Và Quỳnh nghĩ muốn có thay đổi thì chính bản thân chúng ta phải thay đổi từ cách suy nghĩ cho đến cách hành động ạ. À. Giữa tuổi trẻ hải ngoại với lại tuổi trẻ trong nước thì nó không có cái sự kết nối. Thì chỉ có lời nhắn nhủ gì với tuổi trẻ hải ngoại để giữa trong và ngoài nước đấu tranh nó tham gia đồng bộ hơn? Thật ra thì Quỳnh thấy là có sự kết nối chứ. Các bạn dùng Facebook, các bạn dùng Instagram, các bạn dùng các thứ có kết nối hết. Và các bạn sau này, các bạn trẻ, các bạn cùng thời với Quỳnh, các bạn trẻ hơn, các bạn rất thông minh, các bạn rất tuyệt vời. Các bạn làm ra những cái trò tinh nghịch trên đường phố, và các bạn bày ra những cái cuộc biểu tình để bảo vệ nhau, các cái
phương thức làm sao liên kết với nhau. Các bạn làm rất tuyệt vời, có kết nối chứ không phải không có kết nối. Chỉ có điều mình Quỳnh thấy nó hơi bị thiếu hụt một chút, đó là các bạn ở hải ngoại, chưa các bạn trẻ ở bên ngoài chưa có hiểu được rằng là tự do nó là cái gì đó, nó rất thực sự rất quan trọng và nó thiếu hụt ở Việt Nam như thế nào. Đó là cái khoảng cách nó bị thiếu hụt giữa hai thế hệ. Và Quỳnh nghĩ các bác, các cô, các chú, các anh chị em ở đây có thể làm tốt hơn là bằng cách nói chuyện, tìm hiểu và khuyến khích con em mình, để từ đó nó mới có được cái mối dây liên kết giữa quốc nội và hải ngoại ạ. Rồi là giữa hải ngoại với lại quốc nội. Bây giờ thì xin mẹ Nấm cho biết có thấy sự khác biệt hay đồng thuận giữa các blogger đấu tranh giữa hai miền Nam Bắc không ạ? Dạ, Quỳnh nghĩ là chỉ khác biệt về cá tính thôi, còn mục tiêu tự do, dân chủ thì giống nhau ạ. Một câu rất là personal là: xin chào chị Quỳnh, xin chị cho biết thân thế nội ngoại ngày xưa làm gì được không ạ? Dạ, ngày xưa thì ông ngoại Quỳnh là trưởng ty cảnh sát ạ. Bố Quỳnh tham gia biệt động quân. Ông nội cũng là người của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà những cái việc đó Quỳnh không có biết, cho đến khi Quỳnh bị an ninh bắt năm 2009 thì Quỳnh mới biết ạ. Và an ninh nói cho Quỳnh biết ạ. Xin hỏi trong thời gian tới thì chị có những dự tính gì cho chương trình đang còn lỡ cỡ hay không? Những dự tính của chị trong tương lai? Thật ra thì Quỳnh cần thời gian để ổn định cuộc sống cho hai con, cho mẹ. Và thật sự thì lúc này Quỳnh rất cần thời gian cho bản thân Quỳnh để nghỉ một chút. Ngày mai là tròn 2 tháng nhưng mà gần như là Quỳnh chưa có thời gian để nghỉ ngơi. Thì Quỳnh chỉ mong là Quỳnh có thể ổn định được mọi thứ, bớt được những cái lo lắng. Bởi vì Quỳnh nhớ lúc trên đường đưa Quỳnh từ trại giam số 5 Thanh Hóa đi ra ngoài sân bay Nội Bài thì công an trại giam có nói thôi, về rồi lo cho hai cháu học hành rồi sống cuộc sống bình thường. Quỳnh không có trả lời với họ, nhưng Quỳnh biết chắc rằng là làm sao có thể có được một cuộc sống bình thường khi mình bị đày đi biệt xứ như vậy. Và những cái gian dở của Quỳnh ở trước đó là làm sao để Quỳnh thấy ngày càng có nhiều người không sợ hãi, dám đứng lên chống lại độc tài, Quỳnh vẫn sẽ tiếp tục ạ. Nếu có một người biếu chị một khăn cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa thì chị có dám đeo lên cổ không? Dạ, cái này nếu như ai có theo dõi thì thấy Quỳnh ở trên Washington DC cũng đã nhận tấm lòng của bà con. Và nói cho rõ lại một lần nữa ở đây là có thể Quỳnh chưa bao giờ viết, Quỳnh cũng chưa bao giờ nói, nhưng mà đấu tranh với cộng sản, đấu chống lại độc tài, tức là đã không chấp nhận cái lá cờ Phúc Kiến là lá cờ tổ quốc rồi, thì đây sẽ là lá cờ của Quỳnh. Câu hỏi kế tiếp là: những gì được xem trên màn ảnh từ lúc khởi đầu đến cuối chương trình rất là hay, thì ban tổ chức có thể làm DVD để phổ biến được không? Dạ, thật sự thì xin chia sẻ với các bác, các cô chú, các anh chị em là những gì mọi người được xem trên màn ảnh là Quỳnh cũng cần được xem phút cuối thôi, tại vì cái này là do các bạn hoạt động chung rồi một số anh chị em làm giúp.
Cái này có được hay không Quỳnh phải hỏi lại mọi người, tại vì Quỳnh không rành về kỹ thuật và Quỳnh cũng không biết làm sao để làm ra cái DVD hết. Gửi lên đã hết rồi thì xin quý vị nào còn câu hỏi mà chưa gửi lên thì xin gửi lên. Xin chị cho tuổi trẻ cũng như tất cả những hội đoàn tranh đấu sẽ làm được gì để giúp chị nuôi dưỡng và tiếp tục con đường đấu tranh cho nhân quyền? Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi ạ. Thật sự thì Quỳnh nghĩ như các chiến dịch mà anh chị em mạng lưới blogger Việt Nam đã làm, thì khi mà chiến dịch đi ra thì nó không nằm trong cái sự quản lý hay tầm kiểm soát của những người làm phong trào nữa. Và Quỳnh chỉ mong rằng là bất kỳ một cái chiến dịch hoặc một cái phong trào hoặc một cái chương trình nào đó mà Quỳnh cùng các anh chị em mạng lưới blogger Việt Nam làm thì sẽ nhận được sự góp sức, sự ủng hộ, sự quan tâm và sự hỗ trợ của các quý vị. Đó là cái cách mà chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trên con đường tự do cho Việt Nam ạ. Câu hỏi kế tiếp đó là thực tế cuộc sống hiện tại của chị như thế nào hiện nay ạ? Thực tế cuộc sống hiện tại của Quỳnh thì Quỳnh vẫn phải đang chờ một số thủ tục giấy tờ để hoàn tất cho việc xin tị nạn chính trị. Chính vì như vậy Quỳnh sẽ cần phải ít nhất là khoảng thời gian từ 6 tháng tới 1 năm nữa để ổn định cuộc sống riêng ạ. Ở trên này hồi nãy còn có một câu mà Quỳnh nghĩ em chưa đọc. Đó là cái câu trong thời gian tới Quỳnh có thể chứng minh cho mọi người biết về những dư luận đồng chiều và trái chiều không? Thật ra thì Quỳnh nghĩ có dư luận là tốt rồi. Dư luận là người ta sẽ không có quên mình đồng chiều, trái chiều gì cũng được. Đồng chiều hay trái chiều gì có thể là người ta đang quan tâm, người ta có theo dõi cái việc mình đang làm. Và 2 năm 7 ngày trong tù dạy Quỳnh được một cái đức tính, đó là bình tĩnh và nhẫn nại hơn. Thì Quỳnh cũng phải cảm ơn công an, tại vì hồi trước Quỳnh ai mà nói gì Quỳnh sẽ xù lông lên ngay, nhưng bây giờ Quỳnh bình tĩnh rồi. Cho nên là những cái Quỳnh chỉ nghĩ đến những người yêu quý và những người quan tâm, thương yêu, hỗ trợ Quỳnh để Quỳnh tiếp tục thôi. Còn dư luận trái chiều thì thời gian sẽ chứng minh cho họ biết Quỳnh là ai, Quỳnh làm gì và Quỳnh muốn gì thôi. Có thể là trong một cái thông tin rất mới mà Quỳnh chưa có cập nhật, mọi người có thể không biết. Đó là sau khi Quỳnh ở Mỹ, Quỳnh có bắt đầu viết về một số cái tội ác, Quỳnh gọi là tội ác bởi vì họ, công an trại giam họ cư xử quá khắc nghiệt với những người tù khác. Và Quỳnh nói như một người bạn Facebook của Quỳnh nói là Quỳnh đi vào tù để gì không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Lúc mà đọc bài của Quỳnh thì mọi người nói như vậy. Và Quỳnh nghĩ 2 năm Quỳnh đi tù, Quỳnh có đủ bằng chứng, Quỳnh biết chắc người nào đánh người, Quỳnh biết chắc chuyện gì diễn ra. Cho nên khi Quỳnh viết về một nữ công an, Quỳnh viết về một nữ công an cách đây vài ngày, thì hôm qua trên báo Công an Nhân dân, sau khi Quỳnh đã đến Mỹ rồi thì báo Công an Nhân dân có nhắn nhủ Quỳnh trên đài truyền hình quốc gia VTV1 rằng hãy chừa lại một con đường để quay về với tổ quốc. Quỳnh muốn cập nhật cho mọi người biết ở đây là sau khi họ bắt Quỳnh, họ đặt tống cho Quỳnh bản án 10 năm rồi đầy Quỳnh đi biệt xứ, thì họ nói Quỳnh là phải chừa một con đường để quay về tổ quốc với những gì Quỳnh làm. Thì Quỳnh mong rằng là những cái việc mà Công an và Đảng Cộng sản đã làm với Quỳnh đến tận bây giờ khi Quỳnh đã ở Mỹ, thì nó cũng sẽ là câu trả lời cho mọi người biết những gì Quỳnh đang làm có hiệu quả hay không và Quỳnh có im lặng hay không ạ. À.
Thắng Lợi muốn hỏi chị là ông bà có phải là người Ba Làng Thanh Hóa không? Dạ, ông ngoại là người Thanh Hóa ạ, đúng ạ. Ở đây thì có nhiều người đã xem bộ phim Mẹ Bán Nhà này thì đã có biết đến cô Lan rồi. Mà bây giờ có người là muốn là xin cho mẹ của Như Quỳnh lên sân khấu để bà con cùng biết ạ. Mời cô Lan. À, mấy đứa bé nó đi học này cái nó bận. À, cô Lan có đây không? À, mời cô Lan lên. Đây. À, quý vị nào xem phim Mẹ Bán Nhà rồi thì sẽ biết được ngoài mẹ Nấm ra thì mẹ của mẹ Nấm, cô Thúy Lan cũng là nhân vật chính trong cái bộ phim đó. Người đã không mệt mỏi đấu tranh vận động cho con gái mình. Đây, đây cô Lan đã lên sân khấu rồi. Thì cô Lan có muốn nói gì với lại cộng đồng không? Xin mời. Dạ, hôm nay sẵn có gì đây xin ra mắt các quý vị ở đây. Tôi xin cúi đầu chào tất cả các quý vị. Chắc chắn trong đây sẽ có nhiều vị chưa bao giờ biết tôi và đã có bằng cách này hoặc bằng cách khác. Có những người họ không cần nêu tên, họ đã âm thầm giúp đỡ trong gia đình chúng tôi trong những lúc mà gia đình chúng tôi ở trong một cái hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Tôi xin cúi đầu chào hết tất cả mọi người. Dạ vâng, Quỳnh vừa mới được mẹ cho biết là trong buổi gặp hôm nay thì có em Phượng là con gái của nhạc sĩ Tô Hải, một người thân của gia đình Quỳnh cũng có mặt ở đây. Cảm ơn Phượng đã đến chung vui với gia đình chị và cũng xin chia buồn với Phượng vì sự mất mát và vì bác Hải qua đời lúc không có mặt chị ở nhà. Thì không biết là Phượng ngồi ở đâu, một lát nữa chị cũng muốn gặp Phượng một chút xíu. Không biết là Quỳnh nghĩ Quỳnh gặp rất là nhiều người ở ngoài và có một số người nói tôi không có ngưỡng mộ cô, tôi ngưỡng mộ mẹ cô. Hôm nay có mẹ Quỳnh ở đây, Quỳnh nghĩ cái việc mà làm sao có được sự không sợ hãi á, thì Quỳnh nghĩ mẹ Quỳnh cũng là một người có kinh nghiệm từ rất là nhiều, cho nên là có mặt mẹ ở đây không biết có ai muốn hỏi gì để cho mẹ trả lời luôn không ạ? Có một số câu hỏi của quý vị hỏi thì do là nó trùng nhau á, cho nên là sẽ bị lược bớt đi và chị đã trả lời rồi. Tại vì có nhiều quý vị sẽ không có thấy câu hỏi của mình được đọc lên á, nhưng mà trong những câu hỏi khác thì nó sẽ tương tự như vậy. Cái câu hỏi mới là xin hỏi chị Quỳnh, đấu tranh để lật đổ cộng sản hay là đấu tranh để thay đổi một vài chi tiết xấu của chế độ? Quỳnh nghĩ là những bất kỳ ai theo dõi chính sự thì đều có biết một cái câu rất nổi tiếng, đó là cộng sản không thể thay đổi. Và cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể là xóa bỏ hoặc là lật đổ. Thì khi Quỳnh ở trong nước với cái sự nhẹ, Quỳnh không có muốn nói điều tôi muốn là gì, mà Quỳnh chỉ làm thôi. Và mọi người, đây cũng là một cái vấn đề nó khá tế nhị trong số các cái
trong cái việc thay, trong cái việc đưa ra sách lược để giữ làm sao cho mình có được cái nhìn trung lập, giữ làm sao cho mình có được an toàn và gia đình mình không bị đẩy vô những cái phải đối diện với những cái hiểm nguy không cần thiết. Một khi đã dấn thân vào con đường này thì không phải chỉ là để thay đổi một vài điểm nhỏ hoặc là để thay đổi cái tốt đẹp, mà Quỳnh nghĩ phải xóa bỏ cái góc xấu xa của nó. Đây không phải là một câu hỏi, tôi nghĩ như vậy thì, nhưng mà xin đọc để chị. Đó là: ban tổ chức cần quyên góp ngay cho cô Quỳnh để Quỳnh có cơ hội lo cho con và các nhà đấu tranh ở trong nước. Thì xin chị. Dạ vâng, Quỳnh xin cảm ơn tình cảm và cái sự quan tâm của tất cả mọi người. Và thực sự thì Quỳnh cũng muốn nói là cái việc mà gây quỹ hoặc là kêu gọi đóng góp, nó sẽ dẫn tới một cái mà Quỳnh luôn theo đuổi và đòi hỏi cộng sản, đó là phải yêu cầu minh bạch và công khai về tài chính. Thì việc đó nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều thời gian và phải có người phụ trách nữa. Cho nên đó là việc mà tại sao Quỳnh và gia đình chưa có nghĩ tới và cũng không có muốn nghĩ tới là mình phải dành thời gian. Bởi vì hiện tại với cái hiện tình đất nước, mẹ đi ra khỏi Nha Trang là mẹ có nói rằng là người Trung Quốc tràn ngập khắp Nha Trang. Ngay từ nhà Quỳnh bước ra khoảng có vài bước thì đã tràn ngập người Trung Quốc. Và những cái chuyện như vậy nó làm Quỳnh mất thời gian nhiều hơn là chuyện làm sao để ổn định cuộc sống ở bên này. Cho nên cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Và Quỳnh nghĩ rằng là đó là một cái cách tốt, nhưng sẽ có những anh chị em khác họ đã làm cho các tù nhân lương tâm rồi. Gia đình Quỳnh may mắn có mặt ở đây thì có thể sẽ cố gắng với sự thương yêu của mọi người, Quỳnh sẽ lo được cho cuộc sống ạ. Sau đây là câu hỏi dành cho cô Lan. Xin chị Lan nói đôi dòng khó khăn của gia đình sau năm 1975, vì ba chị đã phải chạy trốn đây đó. Dạ. Dạ, tôi xin phép trả lời câu đó. Những người nào mà đã người xin cảm, cái người mà họ đặt ra câu hỏi này chắc chắn là biết ít nhiều gia đình tôi. Gia đình tôi là gia đình một gia đình Bắc 54 di cư, và gia đình chúng tôi sống trong một cái cuộc sống bình thường như mọi người khác. Thì sau 75, 30 tháng 4 75 thì bố tôi phải để lại một vợ 9 đứa con để đi, phải trốn đi, nếu không thì sẽ phải bị học tập. Ba bố tôi là cảnh sát đặc biệt của hồi xưa là gọi là ở đường Vĩ Tân đó. Thì hồi nãy Quỳnh không biết nói là nói trưởng ty, nhưng không phải trưởng ban thẩm vấn của công ty cảnh sát đặc biệt của Khánh Hòa. Thì với một cái lý lịch gia đình như vậy, chúng tôi không thể nào làm việc gì hoặc là tiếp tục được đi học. Cho nên năm đó thì tôi mới có 18, 19 tuổi là chúng tôi phải, tôi được, tôi là giáo viên thì mới với sự đó thì họ đẩy lên đi kinh tế mới. Khi lên kinh tế mới đó, thì là tôi giữ một cái đồng trên, tôi là ở trên một cái đó người ta cách Nha Trang mấy chục cây số, thì là đó thì có cỏ voi ngút ngàn và chỉ có một cái lều thôi. Thì ở đó được mấy tháng tôi bỏ, tôi đi về cùng với mẹ để nuôi một đàn em ở phía sau này. Gia đình tôi 9 anh em. Thì trong cái cuộc sống đó chúng tôi làm đủ nghề, đủ việc. Và chúng tôi phải quên rằng chúng tôi là, trong lý lịch thì họ ghi là chúng tôi là phải khai là thành phần tiểu thư sản. Tôi mới hỏi tiểu thư sản gì nữa. Thì họ nói là tiểu thư sản là từ những phần trí thức, gọi là có học là đều là tiểu thư sản. Cuộc sống của tôi bắt đầu nó trở thành một cái cuộc là một cái ác mộng, mà cũng như các ông bà ở đây cũng đã từng sống là bắt đầu vốn liếng là từ trong gia đình, cái tù, cái quần, cái áo, cái bàn, cái tủ đều phải bán ra để làm cuộc sống mưu sinh. Thì cũng như mọi người khác chúng tôi cũng phải tồn tại thôi. Tồn tại, và khi có gia đình thì tôi muốn con tôi sống một cuộc sống êm ả hơn. Tôi không hề nói với con tôi về về phía về
30 tháng 4 75 thì nhiều khi con dạy học con thì con hỏi có phải mẹ có biết cái này, nó có cái này mẹ đã từng sống và từng đã trải qua, thì là từng trải qua rồi, cái này là đã có và đã từng trải qua. Thì khi cái năm mà con tôi mới hỏi về Hoàng Sa Trường Sa thì tôi mới nói ngày xưa trước đó là cái đó là Hoàng Sa và đó là một trận hải chiến cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Thì và tôi cũng có nói là cái bài hát có một vị tá của hải quân đã làm một bài hát để hát về cái bài đó. Thì là từ từ thì khi Quỳnh đi học là Quỳnh khi mà thi vô đại học thì Quỳnh chọn cái báo chí, ban ngành báo chí, tôi nói cho con học anh văn cho nó tiện đi. Nhưng từ cái học từ học anh văn nó lại mở cho con tôi một cái đường khác, từ học tiếng Anh thì con tôi học thêm vi tính và nó mở cho nó một con đường như vậy. Thì từ sau được, nếu mà hỏi cuộc sống sau 30 tháng 4 thì chúng tôi sống bình thường có nghĩa là mở ngoặc đóng ngoặc là lam lũ như mọi người Việt Nam, công dân Việt Nam lương thiện với một cái lý lịch là gia đình chế độ cũ của Việt Nam Cộng Hòa thì chắc chắn là không có ưu tiên gì hết. Chúng tôi sống bằng những nghề sống bằng lương thiện, tay chân lương thiện. Yeah. Xin hỏi cô Lan là với thiên chức của người làm mẹ thì bà có bao giờ khuyên con mình ngừng đấu tranh để đừng bị tù đày chưa? Dạ, khi tôi nhớ như không không cái vào trong đầu óc tôi không giờ tôi quên cái hình ảnh lúc 12 giờ đêm ngày 2 tháng 9 năm 2009 thì Quỳnh đang ôm nắm đang ngủ thì tôi nghe tiếng gõ cửa thì tôi nhìn ra tôi thấy nhà tôi đông đen công an và đọc lệnh bắt Quỳnh đi trong đêm đó. Thì sau 10 ngày trong 10 ngày 9 đêm nó không ngày nào tôi dẫn cháu tôi, không một ngày nào tôi không dẫn cháu tôi lên công an tỉnh để nằm ngay cái cửa đó để tôi đòi gặp con tôi. Và sau và không và từ đó tôi ám ảnh tới bây giờ không bao giờ tôi ngủ sau 12 giờ đêm. Thì sau khi 10 ngày 9 đêm đó thì họ thả con tôi về thì tôi cũng nói thôi hãy sống bằng cuộc sống bình thường con ạ. Bởi vì người ta không tại vì trước khi đó trong khi con mình bị bắt thì mình cũng phải bị lên công an làm việc nữa. Thì tôi mới nói với con tôi là thôi từ bỏ đi. Thì bây giờ nắm nó quá nhỏ nữa. Mẹ không thể thay con để mà giáo dục con nắm để thí dụ như mẹ giáo dục theo kiểu của mẹ thì về sau con sẽ trách là tại sao nó như vậy. Thì chị con là người chịu trách nhiệm với con của con. Thì Quỳnh cũng đã từ bỏ con đường viết lách hồi lúc đó là 360 Yahoo 360, nhưng họ không để yên cho gia đình chúng tôi. Một tuần có thể họ thích mời lên lúc nào họ mời, họ cứ mời hàng một tuần hai lần hoặc là một tuần một lần hoặc là 10 ngày hai lần cứ như thế. Và chúng tôi đã làm khi sau ngày 2009 thì mọi công việc chúng tôi là bị phá sản hết. Thì chúng tôi đã thuê một cái quầy ở trên một cái Maximax của Nha Trang để bán nước mía. Thì chúng tôi cũng không yên, rồi chúng tôi phải làm những cái hàng nghề bán phở hàng được rồi. Rồi họ không yên, họ cứ phải rình mò. Tôi phải nói dùng chữ rình mò và cuối cùng Quỳnh đã trở lại con đường đó. Con đường đấu tranh thì tôi nói thôi bây giờ thì như vậy họ đã chọn cho đường mình đi thì mình cứ đi. Yeah. Câu hỏi dành cho mẹ Nấm. Khi phim Mẹ Vắng Nhà được chiếu ở Houston và những đợt vận động ủng hộ mẹ Nấm và kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì đã có hàng ngàn đồng hương tham dự. Có người đã khóc. Hôm đó đón Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở sân bay quốc tế Houston, hàng trăm đồng hương không quen biết nhau cũng đã tự nguyện đến. Hôm nay trong lần gặp đầu tiên này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nghĩ sao khi chỉ có trên dưới 200 người, phần lớn là những người và tổ chức đã tổ chức những buổi ủng hộ mẹ Nấm vắng mặt như vậy, thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có hiểu tại sao không? Mẹ Nấm có nghĩ rằng sẽ có một lần nào đó chị sẽ gặp những người đại diện cộng đồng người Việt ở Houston không? Dạ vâng, Quỳnh xin chia sẻ câu chuyện này và mình nghĩ là cũng không có nhiều người biết. Vì thật sự là nếu
ở đây có ai đó có nghe được cái thông báo là đại diện cộng đồng Houston tìm gặp Quỳnh trên đài radio, và mọi người có nói với Quỳnh rằng là mọi người tìm mọi cách liên hệ với Quỳnh mà không được. Nhưng mà thật sự đó không phải là sự thật. Vì trong cái email gửi ra cho Quỳnh ngày hôm đó, có một khi mình gửi email, người gửi email cho Quỳnh có gửi CC cho một số người nữa, và trong số đó là những người Quỳnh đã cho email. Bởi vì Quỳnh thú thật với mọi người, đến bây giờ mọi người hỏi Quỳnh, Quỳnh không có cho số điện thoại. Nó không phải là Quỳnh sợ, mà là đầu của Quỳnh nó chưa có được bình thường để lắng nghe điện thoại hoài. Và Quỳnh thật sự Quỳnh không có thời gian để nghe hết tất cả các cuộc điện thoại. Cho nên Quỳnh có email, và bất kỳ ai email cho Quỳnh không sớm thì muộn Quỳnh đều trả lời hết. Thì có một buổi gặp mọi người nói rằng là mọi người đọc trên đài rằng là mọi người đã muốn liên hệ với Quỳnh rất nhiều lần bằng nhiều cách nhưng không được. Bây giờ Quỳnh nghe cái này, Quỳnh phải liên hệ lại với mọi người. Cái thời điểm mọi người thông báo đó là Gấu, con trai của Quỳnh, đang bị sốt 10 ngày sau khi đến Mỹ. Cháu bệnh một trận rất là nặng. Quỳnh không bao giờ muốn những cái đau buồn, những cái khó khăn của gia đình nhà Quỳnh có trên Facebook, có trên mạng xã hội hết. Tất cả đó là những thử thách Quỳnh nghĩ ngay cả khi ở Việt Nam hay ở Mỹ Quỳnh cũng đều phải vượt qua. Quỳnh không muốn chia sẻ những cái khó khăn đó, nhưng gia đình nào cũng có khó khăn. Nhất là một cái gia đình mà ly tán sau 2 năm 7 ngày, rồi một cái gia đình mà một người mẹ phải xa hai đứa con trong sau 2 năm 7 ngày đoàn tụ, thì Quỳnh phải làm gì trong 2 tuần đó? Quỳnh sẽ bỏ hết tất cả. Mọi người có trách Quỳnh, Quỳnh cũng chấp nhận. Bởi vì cái ưu tiên của Quỳnh đó là hàn gắn cái vết thương trong lòng hai đứa nhỏ. Và Quỳnh phải chuộc lỗi với mẹ Quỳnh trong suốt 2 năm 7 ngày vừa qua. Quỳnh trước khi có một cái buổi tổ chức này thì mọi người có nói rằng là Quỳnh làm như vậy thì sẽ rất là ít người đến. Quỳnh tổ chức mà không qua người này, không qua người kia thì sẽ rất là ít người đến. Nhưng mà Quỳnh nói thật rằng là Quỳnh không muốn mất thời gian của các bác, các cô chú, các anh chị. Quỳnh muốn những người đến với Quỳnh hôm nay là những người yêu quý Quỳnh thật sự, hiểu cho Quỳnh và tiếp sức cho Quỳnh. Có một người Quỳnh cũng sẽ tiếp đến cuối cùng, có 10 người Quỳnh cũng sẽ tiếp đến cuối cùng. Quỳnh không thể phủ nhận được là Quỳnh ở Houston, Quỳnh thuộc về cộng đồng Houston. Nhưng mà Quỳnh có những cái lo lắng, có những cái ưu tư riêng của bản thân và phải ổn định cuộc sống. Quỳnh có con đường, Quỳnh có mục tiêu, và Quỳnh sẽ thời gian sẽ trả lời những cái buổi gặp gỡ nằm ngoài sự quản lý và ngoài cái sức khỏe của Quỳnh thì Quỳnh xin phép Quỳnh không tham gia. Và nếu như mà trong một cái dịp nào đó mà mọi người kỳ vọng là Quỳnh sẽ xuất hiện mà Quỳnh không có mặt, thì Quỳnh cũng mong mọi người hiểu rằng là Quỳnh không phải Quỳnh im lặng, Quỳnh không lựa chọn rút lui, mà là Quỳnh ưu tiên cho gia đình và ưu tiên cho những cái mục tiêu vì tự do khác nó quan trọng hơn, chứ không phải là vì Quỳnh xa lánh cộng đồng hay là Quỳnh sợ hãi gì ạ. Theo suy nghĩ của mọi người ở đây thì nếu chế độ cộng sản không sụp đổ sớm thì đất nước Việt Nam sẽ bị tàu cộng thống trị toàn cõi Việt Nam. Vậy suy nghĩ của chị như thế nào? Dạ vâng, thưa mọi người, là như trong cái chiến dịch năm 2013, mạng lưới blogger có làm cái chiến dịch chúng tôi muốn biết. Đó là cái chiến dịch đầu tiên mà tất cả những người tranh đấu ký vào một cái đơn yêu cầu công khai bạch hóa nội dung Hiệp ước Thành Đô năm 1990. Đó là lần đầu tiên mà Quỳnh nghĩ rằng là những người đấu tranh đặt cái vấn đề về mối quan hệ giữa Trung Cộng và Việt Cộng lên trên công khai. Và chính cái chiến dịch đó nó đẩy rất nhiều thành viên của mạng lưới vô những cái khó khăn, bị đánh đập, bị khó khăn về cuộc sống, mà Quỳnh nghĩ anh chị em cũng không có muốn chia sẻ hết. Thì Trung Cộng muốn nhuộm đỏ cả thế giới này chứ không riêng gì Việt Nam. Nhưng ở Việt Nam thì họ dễ dàng hơn là có sự tiếp tay của các lãnh đạo cộng sản. Vì vậy, nếu mà Trung Cộng đã muốn, cộng với sự tiếp sức của
Việt Cộng. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta những người yêu Việt Nam, chúng ta muốn Việt Nam tự do, chúng ta sẽ làm gì? Quỳnh nghĩ họ đã làm rồi, phần còn lại là phần của chúng ta, chứ không phải là Quỳnh nghĩ cái gì nữa, mà chúng ta sẽ làm gì để tránh khỏi cái việc bị nhuộm đỏ đó ạ? Đây thì có một bài thơ của một quý vị tên là Lữ Khách Vô Danh. Thì xin lỗi quý vị nào đó, mà tại vì rất là khó đọc, thì nếu mà chữ nó viết nó khó đọc, cho nên nếu mà có đọc sai thì xin đừng thứ ạ. Chào cô Như Quỳnh, làm sao cho có hòa bình? Lời đây xin hỏi Như Quỳnh nghĩ sao? Làm sao giải cứu đồng bào? Làm sao hiệp sức cùng nhau? Hiệp sức đổi treo ý lời, tự do dân chủ xây đời, nhân quyền dân chủ cho người Việt Nam. Nay cờ chuyển thể kỳ than, thêm cơ đã định trời Nam sáng hừng. Sáng hừng hé lộ bình minh, mặt trời rọi sáng, sáng tình quê hương. Mong người trải rộng tình thương, ban cho mẹ nấm yêu thương giống nòi. Trải lòng nói thật lòng tôi, cảm ơn mẹ nấm trải đời đấu tranh. Xin hát. Dạ, mình xin cảm ơn bài thơ của bác chú Lữ Khách Vô Danh ạ. Quỳnh cũng có đôi lời trả lời ạ. Làm sao, ai biết làm sao? Làm sao, ta hỏi làm sao bây giờ? Cùng nhau dìu dắt vượt qua, qua bao gian khó hết sợ trong gai. Cùng nhau vững chí đồng tâm, cùng nhau dìu dắt anh em trong ngoài. Như vậy rồi ạ. Dạ, kính thưa quý vị, sau đây xong cái phần mà trả lời giống như tâm tình của Như Quỳnh với lại quý vị, xin mời. Và tiếp tục chương trình, như quý vị biết là trong bất kỳ cái buổi hội thảo nào mà có anh Thư thiện nguyện thì chúng ta đều có những cái nhạc phẩm. Xin kính mời, xin mời anh Thư thiện, nhóm Hợp ca Anh Thư thiện nguyện lên sân khấu trình bày hai nhạc phẩm. Đây là hai nhạc phẩm Đấu Tranh. Xin quý vị cùng đồng ca với ban anh Thư thiện nguyện và cô Như Quỳnh. Đó là nhạc phẩm Thề Không Phản Bội Quê Hương và Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ. Xin kính mời quý vị. Hòa bình đến thôi, trăm liên liên trong quân bát nước.
chứ không chưa quên. Hàng vàng sắc hung nông nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Về chứ bao đôi chân ngồi cùng với quân xâm lăng. Chúng
ta thành một con người yên nghèo trên đàn trống ta cười đùa hát hát còn thiên nga chiều con tim lại còn nhiều tôi yêu đường dài muôn ngàn chỉ một nụ cười hoang mang bên sau bàn chân không xem một nơi xa xăm đôi mắt ta được sáng theo nhịp xin yêu loạn xoan ta vừa xin yêu vang dậy trước mắt mọi người nụ cười muôn đời là một nụ cười cao tươi nụ cười xa vời nụ cười của lòng hoa rơi bước đi ta chẳng tới cũng xin vào mắt nhân Quỳnh với Quỳnh đến phút cuối này và Quỳnh cũng mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Quỳnh, cầu nguyện cho gia đình Quỳnh ổn định cuộc sống, tiếp tục ước mơ của mình trong thời gian sắp tới ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Tôi xin đại diện cho ban tổ chức xin thành thật cảm ơn toàn thể quý vị đã ở lại tới giờ phút cuối cùng. Xin kính chào toàn thể quý vị.